Đức Thánh Cha chia buồn về vụ xả súng khiến ít nhất 36 người chết tại một nhà trẻ ở Thái Lan. Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin gửi đến Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Đức Thánh Cha chia buồn về bi kịch xả súng khiến ít nhất 36 người chết tại một nhà trẻ ở Thái Lan và cầu nguyện cho những người đã qua đời, cũng như những nạn nhân và gia đình họ. Ngày 6 tháng 10, 2022, tại một nhà trẻ ở huyện Naklan, tỉnh Nong Bulampur, phía đông bắc Thái Lan, một cựu cảnh sát 34 tuổi đã xông vào một nhà trẻ vào giờ ăn trưa và vừa nổ súng vừa dùng dao đâm nhiều người. Theo báo chí địa phương, trong số 36 người thiệt mạng có 24 trẻ em, thủ phạm đã tự sát tại nhà sau khi sát hại vợ và con. Đây là một trong những vụ có số trẻ em bị giết nhiều nhất trong một vụ thảm sát bởi một kẻ giết người duy nhất trong lịch sử gần đây. Trong điện thư, Đức Hồng Y Parolin viết, vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Uthaisawan. Đức Thánh Cha bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực không thể diễn tả chống lại những trẻ em vô tội. Đức Hồng Y cũng cho biết, trong khi khẩn cầu sự chữa lành và ơn an ủi của Thiên Chúa trên những người bị thương và người thân đang đau khổ, Đức Thánh Cha cầu nguyện để trong giờ phút vô cùng đau thương, họ có thể có được sự nâng đỡ và sức mạnh từ tình liên đới của người lân cận và của những người dân khác. Điện thư kết thúc với lời Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa ban xuống trên tất cả người dân Thái Lan phúc lành bình an và sự kiên trì trong điều thiện hảo.